boy Ryan. Hôm nay chúng ta đi tham quan cảnh vật nổi tiếng của Anaheim. Bây giờ là 9:45, tôi chạy 15 phút. Ok. Cứ vào khoảng 9:30 mỗi ngày thì Downtown Disney có một đợt bắn pháo bông. Tôi đứng hơi xa nhưng ai cũng sẽ thấy. Quý vị đến đây có thể thưởng thức pháo bông nhưng phải kiếm chỗ cho đẹp. Đứng xa sẽ không thấy, đứng gần có thể cũng sẽ thấy. This is the man restroom. Ryan about to get out after he has a meeting. There he is. This is Legoland. And it's a big giraffe in here. Ginormous. So Ryan, how tall are you compared to this giraffe, man? I'm 5'9", he's probably 9'5". Damn, it's huge. It's made out of Lego. Đang đứng ở đây, người ta có thể nói là Lego Story hay Lego Land. Đi đây mua Lego chơi sướng lắm. Nhìn đây. Bạn có thể dưới 3 tuổi bạn chơi cái này. We need the pool. Some farm. Everything made out of Lego. Hey Jason, what are you doing? There's some crystals. Yeah, like Disney character too, like Aladdin.
So we have here a beer shop right now. We're about to go in. This is where you can make your own teddy bear and stuff. But I don't know how much it costs. It's on the clothes. Looks pretty cool, man. Nah, too small for you, dude. They have baseball stuff. The little doggy with a roller skate. Pretty cool. So Ryan, I don't know what you're doing. Are you going on Facebook right now or what? I'm trying on Facebook for this thing that didn't be passed. No. I have no idea what's that about. Okay. Look, this little monkey with two bears getting married. Store. Let's see what we have in there. Hey, you probably can practice to drive a license with you, man. Good idea. Uh-oh, it's not really a good idea. You hit somebody like that. Oh, this is boring. They're trying to build their own car right now. With the tools. Yeah, he's doing work. Yeah. Piece of stuff with a car can be built. I cost like $22. All those are worth it. These are the rims for cars. Rims, man. Look cool though. Không, tốn gần 50 đô cái. These are the small rims. Hey bro, why you look so sad, dude? What's wrong? I was about to go to the World Disney store, the biggest store right there, man. I'm about tired. Just rest for a couple minutes. Okay. Sound okay, good. Sound great. Where is it, Jason? It's 2011 camp. That's my graduation. So you should better put that thing in your graduation, man. I guess you that, man. Oh, sorry. Yeah. Cash money, heroes. Private jets, polish. They shot. People, let's see what they think about downtown Disney. Okay, let's go. Hi, we got someone right here. Okay. What do you think about downtown Disney? You like it here? Yeah, very fun, and yeah, we love it. Yeah. Everybody can come here. Oh, nice. It's a fun place to hang out. Yeah. It's a good place to shuffle. Alright, thanks. You're welcome. Bye. Bye.
lý do cảm tưởng khi tới cái khu vực này về cầu đào tạo điện thoại. Thế thì chị có muốn tới lần nữa hay là lần này xong? Tới nữa. Tôi thử interview thêm vài người nhưng mà đa phần là người ta sợ, với lại mình cũng chưa phải chuyên nghiệp. Quý vị thông cảm, tại vì đây là lần đầu tiên mình làm phim tư liệu, mặc dù làm cho vui nhưng mà mình cũng muốn cho các bạn thấy những khu vực, những khu vui chơi giải trí mà người Mỹ người ta hay đi và khi đặt chân ở nước Mỹ, những người đã từng đến hoặc đã chưa đến hoặc là muốn đến thì khu vực này cũng là một khu vực vui chơi, mặc dù không to lớn nhưng mà cũng có khả năng làm cho quý vị thỏa mãn. Để kết thúc chuyến đi thì mình tên là Ryan Nguyễn. And the guy just talked to you guys named Jason. Thanks to you guys for watching. And nếu các bạn muốn những khu vực nào mà các bạn chưa đến thì các bạn có thể email cho mình bằng địa chỉ này. Rồi mình sẽ đến khu vực đó và để tìm hiểu và các bạn sẽ thấy khu vực đó thích hợp cho các bạn. Cảm ơn. So yeah, this is downtown Disney.